Hello tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Đẹp mỗi ngày sẽ review và mở hộp cho các anh chị cái sản phẩm, đó chính là phiên viên sủi tiêu trĩ Satochin. Đây là một cái dòng sản phẩm, nó là dạng sủi ha mọi người. Thì nó sẽ hỗ trợ điều trị những cái bệnh liên quan đến bệnh trĩ. Đó, thì đây trên tay mình này á, là cái một cái hộp như thế này, nó có 3 tuýp, mỗi tuýp nó là 10 viên nha mọi người. Đó thì trước khi đi vào review cái sản phẩm này thì các anh chị hãy đăng ký kênh Khỏe Mỗi Ngày để mà khi mà có cái video mới thì các anh chị sẽ là người nhận đầu tiên ha. Với lại các anh chị lưu lại cái số điện thoại của bên mình đi là 0902 752 776 để lúc nào mà các anh chị cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn gì á thì cứ alo cho mình ha. Rồi thì hôm nay thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ mở hộp review và phân tích cho các anh chị về cái cách dùng, thành phần công dụng của cái viên sủi Satuchin này để các anh chị nắm vững hơn về sản phẩm và quyết định xem là nó có phù hợp với mình không ha các anh chị ha. Rồi trên tay mình đây là cái sản phẩm viên sủi Satuchin chính hãng của công ty này. Vẻ bề ngoài của sản phẩm nó sẽ có một cái màng co ha mọi người để bảo vệ sản phẩm. Được chưa ạ? Mặt trên của sản phẩm này nó sẽ ghi là Satuchin này. Đó, hỗ trợ nhuận tràng, giúp tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm tình trạng giãn mạch, xuất huyết, hạn chế nguy cơ bị trĩ. Một hộp như thế này nó có 3 tuýp, mỗi tuýp nó 10 viên. Đây mặt bên của sản phẩm này. Đó, rồi. Đây mặt cạnh của sản phẩm này thì cái sản phẩm viên sủi tiêu trĩ Satuchin này á là ở trên này có ghi rất là rõ cái thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kinpeak, đó có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Thì nhắc tới cái sản phẩm viên sủi tiêu trĩ Satuchin này á, là một cái dòng sản phẩm mà công nghệ sủi đầu tiên trên thị trường. Nó là cái sự kết hợp hoàn hảo giữa thảo mộc tự nhiên chiết xuất rutin trong hoa hòe và ngư tinh tạo thảo dược, được bào chế dưới dạng viên sủi hỗ trợ ngăn ngừa bệnh trĩ ha mọi người. Nó sẽ hỗ trợ nhuận tràng, tăng cường sức bền thành mạch, đó, giảm cái tình trạng xuất huyết, giãn mạch, hạn chế nguy cơ bị trĩ ha mọi người ha. Thì những cái người mà bị trĩ thì chúng ta cảm giác là nó sẽ rất là khó chịu, nó rất là khó chịu, bực bội và ngứa rát, đau rát, rất là nhiều vấn đề khác nhau. Thì có hai cái cách để xử lý cái vấn đề trĩ của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bôi hoặc là uống. Thứ hai là chúng ta nếu mà nặng quá thì chúng ta phải đi phẫu thuật ha mọi người ha. Thì đây là cái hộp phía trong của cái viên sủi Satuchin này. Đó, phía trong của nó như này này ha. Đó là có 3 cái tiếp như vậy. Được chưa? Đó. Thì một cái hộp như thế này á, thì chúng ta cái sản phẩm này á, thì nó sẽ là giúp cải thiện hệ tiêu hóa, từ đó giúp chúng ta đi lại dễ dàng thoải mái. Đó thì chúng ta biết được rằng xa bú trĩ là một cái bệnh lý khá về nhạy cảm và nhiều người thường lựa chọn việc sống chung với lũ. Tuy nhiên á, thì đây là việc làm có thể khiến tình trạng chuyển biến nặng nhanh hơn, và thay phải vì chịu những cái cơn đau khi đi vệ sinh, giờ đây thì chúng ta đã có một cái giải pháp hỗ trợ tốt hơn, đó chính là viên sủi. Thì cái viên sủi này áp dụng công thức đặc biệt với nguồn nguyên liệu tự nhiên. Đó, sản phẩm Satuchin giúp nhuận tràng cho những người bị bệnh trĩ, thoát khỏi nỗi ám ảnh khi mà đi vệ sinh. Đấy, và thành phần của nó là 100% từ thiên nhiên ha mọi người ha. Bây giờ mình mở hộp cho mọi người xem nè. Đây phía trong của cái viên sủi Satuchin nè. Đây mình mở cho mọi người xem nhé. Đây. Cái này sản phẩm này bao bọc khá là kỹ nha mọi người, để tránh trường hợp bị va chạm. Nhưng mà chúng ta có thể mua cái tiếp lẻ cũng được, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên dùng đủ một cái liệu trình ha mọi người ha. Một cái hộp như thế này nó có tới 3 tuýp rồi. Đây. Cái trong cái này chưa đặt hết. Mọi người chờ mình một lát nha, mình mở cái này khá vất vả. Rồi, đây, phía trong của viên sủi tiêu trĩ Satuchin này đó. Thì phía trong này nó sẽ có 3 cái tuýp như thế này ha mọi người ha. Đó, mỗi một tuýp như thế này nó có 10 viên. Đó, ở phía trong này ghi rất là rõ này. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là công ty Kinpeak. Đó, và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đó là công ty cổ phần dược phẩm Freshline. Ha mọi người ha, đây có mã vạch để chúng ta quét này. Ở phía trên nó có một cái tem, người ta gọi là tem phản quang nha mọi người. Đó, một cái tem phản quang. Đó, mọi người thấy chưa? Nó phản quang hơi ông ánh, ông ánh, ông ánh. Đó, được chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì mặt sau của sản phẩm này. Đó,
Đó, mọi người thấy không? Đó. Thì cái sản phẩm chính hãng nó phải có hai tem như vậy ha mọi người ha, dán đầu dán đít. Đó, thì ở đây mày ghi rất là rõ công dụng của sản phẩm nè, thành phần. Cho một đó, rất 100% từ thiên nhiên như là lục thục địa, hoàng kỳ, sơn thù, bạch linh, vân vân. Đó thì chúng ta có thể xem ha. Về công dụng á là sẽ hỗ trợ nhuận tràng, giúp tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm tình trạng giãn mạch, xuất huyết, hạn chế nguy cơ bị trĩ. Về đối tượng sử dụng là những cái người bị trĩ với các cái biểu hiện như là chảy máu, xa búi trĩ, đau rát hậu môn, người bị táo bón, có nguy cơ bị trĩ. Về cách dùng thì chúng ta sẽ ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên. Chúng ta sẽ cho một cái viên sủi vào 150-200ml nước, đun sôi để nguội, chờ sủi tan hết rồi uống. Và chúng ta uống sau bữa ăn 20 phút thôi mọi người ha. Đó. Thì khi mà lấy hàng về thì chúng ta đao cái phần mềm iCheck về cho mọi người xem luôn. Chúng ta đao cái phần mềm iCheck về nha. Đây nè. Đó, nhấp vô. Rồi chúng ta đưa vô chúng ta quét. Đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái tuyếp như thế này á, giá của nó là 690.000 một tuyếp nha mọi người. Đó, một cái tuyếp nhỏ như thế này này. Đó thì chúng ta mua cả bộ thì nó hình như nó giảm giá còn 2 triệu mình cũng không rõ nữa. Đó nhưng mà thường khách hàng người ta sẽ mua cả bộ như thế này. Đó, chúng ta mua đủ bộ chúng ta sử dụng á thì nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì một cái tuyếp như thế này á chúng ta uống được có một ngày 2 lần, mỗi lần một viên, một ngày 2 viên, thì một tuyếp như thế này chúng ta uống được có 5 ngày thôi, một liệu trình người ta 1 tháng thôi mọi người ạ. Thì nó sẽ dao động từ 3 đến 4 tuyếp ha mọi người ha. Đó. Thì như vậy là hôm nay là mình đã review rất là kỹ cho các anh chị cái sản phẩm viên sủi Satouchi này rồi. Còn các anh chị còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy gọi điện trực tiếp đến số là 0902 752 776 để được mình hỗ trợ thêm ha. Hãy cần tư vấn, cần hỗ trợ thông tin gì á thì cứ kết bạn Zalo hoặc là các anh chị hãy đăng ký kênh ha. Khỏe mỗi ngày đi, để sau này khi mà có những cái sản phẩm mới thì các anh chị sẽ người nhận thông báo đầu tiên. Bởi vì khỏe mỗi ngày sẽ có tìm những cái sản phẩm mà hot và nổi tiếng á, review cho các anh chị để các anh chị có kiến thức trước khi mình đưa vào mình sử dụng ha. Thì nó sẽ, tại vì có nhiều sản phẩm tốt nhưng chưa chắc nó sẽ gọi là phù hợp với các anh chị, cho nên mình nghĩ là các anh chị nên xem review trước ha. Rồi xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video kế tiếp ha. Xin chào.